số vệ tinh DTH sẽ dành cho tất cả quý khách hàng sự ưu đãi đặc biệt lớn nhất chưa từng có. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2005 đến ngày 30 tháng 6 năm 2005, ưu đãi trên 70%. Khách hàng được tặng gần 1 triệu đồng khi đăng ký thuê bao 2 năm để được thưởng thức 17 kênh truyền hình đặc sắc chọn lọc của truyền hình số vệ tinh DTH. Tặng 1 năm thời hạn sử dụng cho các thuê bao đã đăng ký trước ngày 1 tháng 4 năm 2005. Chương trình ưu đãi trong thời gian có hạn. Hãy đến với chúng tôi, Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại các địa phương, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh và các đại lý DTH trên toàn quốc để thỏa mãn sự lựa chọn đúng đắn của bạn. Truyền hình số vệ tinh DTH, mở rộng tầm nhìn người Việt. Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, người dân đất Việt lại hướng về giỗ tổ vua Hùng, hướng về cội nguồn dân tộc. Đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp đêm khai mạc lễ hội đền Hùng năm 2005 vào 20 giờ thứ năm 14 tháng 4 trên kênh VTV1. Rạng sáng ngày 16 tháng 4 cách đây 30 năm, quân ta đánh mạnh vào trung tâm thị xã Phan Rang và ngay trong ngày 16 tháng 4 năm 1975, tỉnh Ninh Thuận được hoàn toàn giải phóng. Một buổi meeting kỷ niệm 30 năm giải phóng Ninh Thuận sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ thứ Bảy, 16 tháng 4 năm 2005 và Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này trên VTV1. Mặc dù nằm trên vùng đất luôn chịu ảnh hưởng của thiên tai khắc nghiệt, nhưng Hợp tác xã Duy Xuyên 2, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều năm liền nơi đây là đơn vị dẫn đầu của Liên minh các Hợp tác xã Quảng Nam, được Đảng và Nhà nước phong tặng huân chương cao quý. Có được thành tựu của Hợp tác xã Duy Xuyên 2 ngày hôm nay là nhờ phần lớn và tài năng của chủ nhiệm Phạm Văn Du, một con người đầy năng động. Chương trình Doanh nhân Việt Nam phát sóng vào 20:30 thứ Hai 11 tháng 4 sẽ giới thiệu về con đường dẫn đến thành công của doanh nhân này. Hiện nay nước ta có hơn 5 triệu người tàn tật, chiếm 6% dân số và phần lớn đang sống ở nông thôn. Họ không có khả năng lao động và phải phụ thuộc vào gia đình vốn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chương trình Vì Người Nghèo phát sóng vào 20:30 thứ Sáu 15 tháng 4 sẽ dành phần lớn thời lượng để nói về những số phận éo le đang cần sự giúp đỡ của xã hội. Dù ở đâu trên thế giới, dù đang phải lao tâm khổ tứ hay an nhà nơi đất khách, thì mỗi người Việt Nam đều luôn hướng về tổ quốc, luôn tự hào về một đất nước Việt Nam đang ngày càng phát triển. Bộ phim tài liệu Người Việt Nam ở Australia hướng về tổ quốc phát sóng vào 11:30 thứ Bảy 16 tháng 4 sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Qua hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Củ Chi được biết đến như là một huyền thoại về nghị lực phi thường. Biết bao người con ưu tú của đất này đã nằm xuống và một ngôi đền đã được dựng lên để lưu danh tên tuổi của họ, những chiến sĩ đã xả thân cho nền độc lập của dân tộc. Bộ phim tài liệu phát sóng vào 14:30 thứ Bảy 16 tháng 4 sẽ đưa chúng ta đến với ngôi đền trên đất thép nổi tiếng này. Sau một loạt những biến cố bất ngờ, Jim, chàng trai đầy lòng vị tha đã được sự giúp đỡ của nhiều người và cuộc đời anh đã bắt đầu thay đổi từ đây. Hà Nam với lòng nhân ái đã hết lòng chăm sóc Jim, nhưng điều này đã khiến người yêu cô nổi giận. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các tập từ 5 đến tập 10 của bộ phim Mối Tình Nguy Hiểm vào 7 giờ các ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật trong tuần. Bộ phim Sự Lựa Chọn Sai Lầm đang ngày càng thu hút khán giả truyền hình không chỉ như là một hình thức giải trí, mà còn là một bài học sâu sắc về tình yêu và hôn nhân. Mơ ước có một cuộc sống thiên đàng trên đất Mỹ đã không đến và họ đã phải trả giá. Năm tập cuối của bộ phim Sự Lựa Chọn Sai Lầm sẽ được phát sóng vào 16:55 các ngày từ 11 đến 15 tháng 4 trên kênh VTV1. Có chuyện gì mà con không biết à? Không, con biết. Bình, sau bao nhiêu năm sống nghèo khổ bỗng trở thành tỷ phú vì nhà máy đường ở quê anh lấy đất mở rộng nhà máy và anh được đền bù. Có vốn, Bình dùng tiền chữa bệnh cho Thảo và mở thêm xưởng thủ công mỹ nghệ. Tuân vào tù khi Hạ Lan đang bụng mang dạ chìa, Bình tìm gặp được cô và đưa cô vào làm tại xưởng mỹ nghệ của anh. Một cuộc sống mới đến với họ. Ba tập cuối của bộ phim Trò Đùa Của Số Phận sẽ được phát sóng vào 21 giờ các ngày 11, 12, 13 tháng 4 trên kênh VTV1. Chị đừng suy nghĩ nữa, hại sức khỏe lắm đấy.
Lấy bối cảnh những năm từ 1968 đến 1975 tại Phan Thiết, bộ phim Làng Cát xoay quanh những nhân vật chính trong Làng Cát, nơi có cả người theo cách mạng lẫn kẻ đi theo ngụy quyền Sài Gòn. Bằng phương pháp đấu tranh linh hoạt và lòng nhân ái vị tha, các cán bộ chiến sĩ hoạt động ở chiến khu đã thuyết phục, cảm hóa binh lính địch, bỏ hàng ngũ địch theo cách mạng, góp sức vào cuộc chiến đấu giải phóng Phan Thiết. Bộ phim dài 5 tập Làng Cát do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh sản xuất sẽ ra mắt quý vị trên kênh VTV1. Một bộ phim đạt doanh thu gần 72 triệu đô la đó là John Quy, do nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Denzel Washington thủ vai chính. Để cần tiền chữa bệnh cho đứa con trai nhỏ của mình, John Quy đã bất chấp tất cả. Anh đã bắt một nhóm người đang có mặt trong phòng cấp cứu con tin, và việc này đã làm cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim cuối tuần John Quy phát sóng vào 21 giờ Chủ nhật 17 tháng 4 trên VTV1.